Hello, cỏ nhờ nha. Bữa nay Đông có dịp đi gì à? Ở đây là Quế Mỹ đúng không vậy? Ở đây là Quế Mỹ à? Ấy là chị ở đâu đây? Đây chị Bình Quý đây nhà. Cái này là bánh tráng nhúng đường ở nhà mình. Đó, hồi nhỏ nhỏ em mới đường tối là đó kìa. Lồm vô đó đó. À là đi qua cái chùm dưới này. Hey. Cái gì? Thì mình xem đây là bên đây là cái chai mía đó. Nó sẽ náo nước đường chảy ra đây nè. Nước đường sẽ được chảy ra đây nè. Đó. Đó là cái chai mía đó, cái ép mía đó. Wow, không mía kìa. Nó đây làm cái gì vậy chú? Hả? Đường trón à? Đường trón bẻ chuối, có nghĩa là giờ mình đổ đường vô đây cái chàm nó khô là cái mình gỡ ra. Cái mình ăn, nhưng mà là mình đem bẻ chuối là cho nó củi dính vô đúng không? Đúng rồi. Nó không dính vô. Nhưng mà ấy là chàm nữa chú lái rồi, nó y một thanh nữa hay là chú cúng lại. Nói chung là mình ăn là mình cái bẻ khóc khóc thôi đó. À, mình nướng ăn rồi bạn. À. Đường trón bẻ chuối. Đây giờ mình thấy nè. Có nhu cầu ví dụ như bánh tráng nhúng đường thì đây để sẽ bánh tráng đây. Bên đây là cái khu bánh tráng nhúng đường này. Bánh tráng nhúng đường. Hello anh ở đâu gì đây? Em ở bển bờ. À bển gì anh thấy cái lò nghề truyền thống mà lùm đường của quê mình như thế nào anh? Như mọi người thấy là anh Vũ từ ở bên Mỹ cũng bét máy bay đi gì? Mình mới vừa xuống sân bay về luôn. Anh nghĩ như thế nào về cái lò nghề truyền thống lùm đường? Cái gì ngon vậy? Ấy là anh bưng giùm cái mâm giùm em chứ mũ tạc quá. Món này là món gì? Mấy chị bé vô Karen không gì, mấy chị bé vô giữ biển giùm mới nghe. Biển nha. Đông như hội. Như ngày Tết mọi người ạ. Thì đây là cái lò lùm đường truyền thống ở sở Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thì rất là nhiều người ở Thân Bình cũng đi lên đây. Người ta lên và ở đây sẽ có bánh tráng sẵn cho nhà mình luôn. Thì giá bánh tráng là tính tiền riêng. Đó, và giá nhúng bánh tráng nhúng đường thì có giá riêng cho nhà mình. Đó. Rất là nhiều người rất là tò mò, rất là thích. Hello em. Em ở đâu gì đây? Nhúng chỗ mua đâu cậu? Đây. Khi mà đường nó tới độ thì mới đem lên nhúng, mà sẽ bánh tráng đường sẽ nhúng vô đây đúng không cậu? Một lần nữa là mình quay rồi. Nguy hiểm, biển xuống đây, biển xuống dưới đây. Nhưng mình thấy là đông như hồi, như ngày Tết luôn. Đó, bên kia là mấy chú đang đánh đường, khi nó đường tới rồi là mình sẽ đổ vô những cái tô như thế này. Đây chính là những cái cục đường tón mà mình hay thấy ở ngoài người ta bán đó. Đây là những cái khay nó bằng nhum. Đó, và người ta sẽ đổ. Ở đây có quả thấy có đổ một cái miếng đậu phụng như này. Cái đây là của lò mình tự lùm hả anh? Của ai mà? Ví dụ như mình tới là mình đem đậu phụng tới, là mình có nhu cầu là người ta sẽ đổ ra như đó cho mình. Một lần đổ như đó là bao nhiêu tiền? Một lần đổ đó là hơi ngon, đậu phụng mình chịu. Đậu phụng mình chịu. Đó. Rất là vui luôn. Như một cái ngày hội luôn. Người thì nhúng bánh, người thì đánh đường. Lò thì cứ đứa là hung cúa lên thôi.
đông như hội. Này ông đó, ông dành live stream, ông kia dành live stream bón hết hồ của tôi đi. Mình sẽ quay trở lại ở cái khu ở bên chai mía nha mình. Ngày xưa khi mà chưa có máy móc á thì cũng cái bên ép mía này á là sẽ có một cái đào á là đưa ra một cái cây và có một con trao, người ta sẽ đánh con trao và con trao nó sẽ đi vòng tròn. Cái cây nối từ cái chai mía ra con trao á là con trao nó không thể đi ra, nó cũng không thể đi vô, thì nó sẽ đi thành vòng tròn và con trao nó sẽ quay cái chai mía đó và ép mía ra thành nước. Đó, thì khi nước mía ép được ra xong rồi người ta sẽ làm, rồi người ta sẽ đem nước mía đi qua bên cái lò nấu ở bên kia, lò nấu bên khói của bên kia. Đây là cũng là cụm giót lần đầu tiên của Đông được trải nghiệm cái cụm giót mà đi về với lại cái lò. Ê, đây có tiết canh nữa. Tiết canh đâu? Cái nào mở tiết? Tôi quay rồi, mới tiết canh gì tiết canh. Cái này là đem đậu phộng xuống và một lần lồn như đó là 20.000. Cái này là bánh tráng đậu phộng. Tiết canh luôn, tiết canh. Các cụ đồng như rồi, cái cành như đồng. Ơi, cái mặt chúng ta làm cho đây đang lửa tiền bát nè mọi người. Ở đây là cái lò. Cái lò này thì được đốt bằng củi, bằng lá bậc hàng nha mình. Đây. Và cái đầu này á là người ta sẽ chín, lấy chín cái sắc mía, lấy chín cái sắc mía mà quay ra làm xong đó. Đó. Ta sẽ bỏ vô đây. Đây là cái lò. Và trong cái lò này nó có một cái chiều dừa xuyên suốt qua tích bên kia và tổng cộng là có 4 cái nồi. 5 cái nồi. Một cái lò nó dài như vậy và tổng cộng là có 5 cái nồi. 1 2 3 4 và 5. Và cái cuối cùng nó là cái mà mọi người đem bánh tráng lên nhúng với nhà mình. Đây mọi người. Đó, đây là kinh điển. Anh đánh bô lao là mình đem mình đổ vô trong đó được anh? 30 phút à? Mình có dựa vô cái độ keo của nó hay là cứ canh đúng thời gian để đổ? À mình đánh mà đường đạt thì ở đâu mình đổ à? Ví dụ như tại đây mình không đánh được không? Mình đổ vô luôn được không? Không dẻo không đều, đường không ngon à? Không đông. Đang